các hãng bia và quán nhậu ở Việt Nam ngày càng ăn nên làm ra nhờ vào sở thích bia rượu của người Việt. Hồng Binh, 35 tuổi, nhân viên văn phòng ở quận 3 chia sẻ: bạn bè thường tụ tập mỗi tuần một lần, khi tại những quán nhậu bình dân bờ kè, khi lại tại quán bia lớn ở đầu đường Nguyễn Văn Cử, quận 5. Rất vui, tuần nào không có lại thấy thiếu thiếu. Anh Binh cho biết và còn nói vui rằng mình đã góp tiền xây nhà lầu cho bà chủ quán khi là khách quen của quán này hơn chục năm qua. Thật ra những khách tiêu thụ bia nhiều như anh Hồng Binh còn góp tiền giúp cho nhiều hãng bia không ngừng lớn mạnh. Sabeco đã trở thành cổ phiếu được trông đợi nhất khi có vốn hóa lên đến 3,15 tỷ USD và trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 5 trên Host sau Vinamilk, BP Gas, Vietcombank và Vingroup. Sức hấp dẫn của cổ phiếu Sabeco đến từ hấp lực lớn của thị trường bia rượu tại Việt Nam. Theo Euromonitor, tăng trưởng của tầng lớp trung lưu và nhóm dân số trẻ đẩy nhu cầu bia tại Việt Nam lên 300% từ năm 2002, 147.200 tỷ đồng vào năm 2016. Hãng này dự đoán mức tiêu thụ trên đầu người sẽ đạt là 40,6 lít trong một năm, biến Việt Nam thành nước tiêu thụ lớn nhất tại Đông Nam Á. Việt Nam sẽ là chiến trường chính tiếp theo cho các nhà sản xuất bia. Theo báo cáo của Euromonitor International nhấn mạnh như vậy. Tỷ lệ tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam tăng nhanh chóng và có nguyên nhân do mức tăng thu nhập trung bình cũng như là sự thay đổi nhân khẩu học của một nền dân số trẻ đang ở tuổi vàng. Trung bình mỗi năm Việt Nam có thêm 1 triệu công dân bước sang tuổi 18. Độ tuổi bắt đầu được sử dụng đồ uống có cồn hợp pháp, nhưng thói quen rượu bia trong người dân Việt Nam đủ mọi độ tuổi mới là nguyên nhân chính dẫn đến những kỷ lục về bia rượu. Tham gia do nhóm nhậu của anh Hồng Binh, mỗi người trung bình cũng phải uống được ít nhất là 5 chai. Tửu lượng được coi là thước đo của nhiều tiêu chí, chịu chơi, bản lĩnh đàn ông, cởi mở, đối tác tin tưởng, thậm chí là sức khỏe. Vì thế nó không uống được, nhưng người sẵn sàng móc họng tại bồn ói, luôn sẵn sàng trong mọi quán nhậu, rồi quay trở lại bàn uống tiếp cho đủ số lượng. Các bạn thực sự là uống rất nhiều, chúng tôi chỉ uống 1 đến 2 chai rồi về, chứ không uống không có điểm dừng như ở đây. Apuri, 28 tuổi, làm cho một công ty quảng cáo Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vậy. Cô nói rằng rượu bia ở Việt Nam quá rẻ và ngạc nhiên là thấy tốc độ phát triển rất nhanh của các quán bar, câu lạc bộ bia tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ở Thái Lan, bất cứ quán rượu bia hoặc là hộp đêm nào bán đồ uống có cồn hoặc là cho khách dưới 20 tuổi sẽ bị tước giấy phép kinh doanh hoặc là bị đóng cửa trong vòng 5 năm. Việc hoạt động quá giờ cho phép cũng sẽ bị xử phạt tương tự. Các quán rượu, nhà hàng và cửa hàng tiện lợi gần trường học, trường đại học và ký túc xá v.v. cũng bị cấm bán đồ uống có cồn. Ở Pieri so sánh, cô còn cho biết là thậm chí là cảnh sát Thái Lan còn điều tra 6 người nổi tiếng đã đăng tải và chia sẻ hình ảnh với thức uống có cồn trên mạng xã hội. Đây cũng là câu chuyện ông Yoshiki Otani, một doanh nhân Nhật 50 tuổi chuyên nhập khẩu hàng gốm sứ từ Việt Nam sang Nhật, chia sẻ rằng luật pháp Việt Nam quá dễ dãi với người uống bia rượu. Theo anh, tại Nhật trước khi hẹn nhậu với bạn bè, một người đã phải chuẩn bị xe để đưa về. Đơn giản là nếu lái xe tại Nhật phát hiện có uống bia rượu quá nồng độ có thể bị tịch thu xe và tước bằng lái vĩnh viễn. Nếu quán bán rượu cho khách trong khi biết rõ là khách lái xe hoặc là vị thành niên, họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm liên đới. Trong khi đó, những mô hình như Beer Club tại Việt Nam lại đang kinh doanh rất thuận lợi. Sau khi nhận khoản đầu tư 6,9 triệu USD do Mekong Capital rót vào năm 2008, Golden Gate, công ty sở hữu Vuvuzela, lại nhanh chóng chào đón một quỹ mới thuộc ngân hàng Standard Chartered với khoản đầu tư là 35 triệu USD. Lãnh đạo Golden Gate vẫn tự tin là đưa ra kế hoạch gia tăng số lượng cửa hàng tại các tỉnh thành ở Việt Nam. Cách đây vài năm, Vuvuzela cho biết là đã đón tiếp là 6.500 lượt khách mỗi ngày. Chỉ với 9 nhà hàng, họ kỳ vọng con số cao hơn với cửa hàng thứ 18 tại Thanh Hóa vừa mới khai trương. Chi phí cho rượu bia mỗi năm tại Việt Nam rất lớn, tương đương với là 3% số thu ngân sách của cả nước, do đó không làm giảm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vào mô hình beer club. Với mức lãi gộp có thể đạt tới là 35% cho thức ăn và 50% đối với bia, nếu thành công nhà đầu tư có thể hoàn vốn chỉ trong vòng 12 tháng.
tỷ suất lợi nhuận tương đối lớn và phù hợp với thời gian đầu tư của các quỹ, nên trong thời gian tới, có thể các mô hình Beer Club sẽ đón nhận thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Một nhà phân tích của quỹ đầu tư Mỹ nhận định như vậy. Sức tiêu thụ bia của Việt Nam từng khiến ông Michel de Cavallo sở hữu thương hiệu bia Heineken phải thốt lên là từ kinh ngạc khi nói chuyện với báo giới. Việt Nam có hơn 20 nhà máy đạt công suất trên 20 triệu lít một năm. 15 nhà máy có công suất lớn hơn 15 triệu lít một năm và có tới là 268 cơ sở có năng lực sản xuất dưới 1 triệu lít mỗi năm. Dù là 350 cơ sở sản xuất bia cho thị trường 87 triệu dân là con số không nhỏ, nhưng các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống sản xuất. Hiện nay cả nước có đến hàng trăm beer club với sự tham gia của Heineken, Sapporo, Tiger, Đại Việt, Habeco v.v. Hình ảnh đông vui nhộn nhịp của các beer club một cách nào đó như nhấn mạnh là tầm ảnh hưởng của văn hóa rượu bia tại Việt Nam. Bà Phạm Hoàng Anh, tổ chức Hellbright Cater, nhận định rằng bia được quảng cáo rầm rộ, quảng cáo trên truyền hình vào giờ vàng và các chương trình khác khiến các việc sử dụng thức uống có cồn trở nên phổ biến. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO khuyến cáo là chính vì chi tiêu quá nhiều cho rượu bia khiến việc chi tiêu cho y tế và giáo dục bị hạn chế. Vì thời gian dành cho bia rượu nhiều làm giảm năng suất lao động, tinh thần lành mạnh cho các hoạt động khác v.v. Vì thế không quá lời khi WHO, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo là lạm dụng rượu, bia ảnh hưởng đến tiêu cực đến năng suất lao động của các quốc gia, gây áp lực cho hệ thống y tế và sẽ gây khó khăn cho Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc đến năm 2030. Không dễ từ bỏ thói quen bia rượu, rất khó lòng mà từ chối mời nhậu, và đã nhậu thì rất khó lòng từ chối bia, anh Hồng Binh chia sẻ như vậy. Kính thưa quý vị, đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt của khu Little Sài Gòn, quận Cam, bang California, thì nhiều người Việt Kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và bám trụ với kế sinh nhai hàng ngày. Căn phòng mà cả gia đình ông đang sống không hề có cửa sổ. Thay vì treo những bức tranh đẹp như trong mộng, bức tường hiện tại chỉ toàn những nét vẽ nguệch ngoạc của con trẻ. Không gian chật hẹp chỉ bằng hai cái tủ lớn, vừa đủ kê một cái giường IKEA, bàn làm việc và khoảng trống nho nhỏ để đặt bình ga và đồ nấu nướng. Máy tính xách tay của Bùi đặt cạnh vài gói mì tôm, một bình nước chanh và mấy quả chuối. Kính thưa quý vị, đó là theo thông tin của tờ Los Angeles Times. Mỗi tháng ông Bùi phải trả 500 USD tiền thuê nhà. Hai cụ già người Việt sống ở phòng bên cạnh, nhà chủ gồm 3 người, thì chen chúc nhau trong gara của khu nhà rộng chừng hơn 100m². Ông Bùi, người làm thợ xây ở tuổi ngoài 50, chia sẻ rằng: "Tôi muốn có căn nhà kiểu cho người độc thân, nhưng không có tiền nên chỉ có thể chọn thế này mà thôi." Khu Little Sài Gòn ở quận Cam nhộn nhịp với các trung tâm mua sắm, đồng thời là thiên đường ăn uống của du khách trong vùng. Quận Cam là nơi sinh sống của cộng đồng người gốc Á lớn thứ 3 trên đất Hoa Kỳ, với khoảng 600.000 người. Nhiều Việt Kiều góp mặt trong hội đồng giám sát quận Cam với những ảnh hưởng về kinh tế và chính trị nhất định. Nhưng đằng sau những ảnh hưởng này, nhiều Việt Kiều khác vẫn phải vật lộn để tồn tại. Làm những công việc có mức lương thấp, họ cảm thấy bị thụt lùi phía sau nền kinh tế đang phát triển chóng mặt. Trong tình cảnh này, một cụ bà gốc Việt làm nghề quét rác ở Hoa Kỳ có chia sẻ rằng: "Thực sự là tôi luôn cầu trời Phật cho mình sức khỏe để làm tròn trách nhiệm." Bà Ngô Thị B, tên này đã được thay đổi, 67 tuổi, nói đầy xúc động khi kể lại hành trình mưu sinh trên đất Hoa Kỳ. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Phát huy Công lý Người Mỹ gốc Á Châu và Cộng đồng Người Châu Á Thái Bình Dương ở quận Cam cho thấy, 57.000 người Hoa Kỳ gốc Á sống ở quận Cam dưới mức nghèo khổ do giá nhà đắt đỏ. Ông Bùi cũng nằm trong số đó. Những căn phòng phải chia sẻ chung ở xã hội vốn tôn trọng sự riêng tư nói lên số phận nghèo khổ của nhiều người trong số họ. Số lượng những ngôi nhà cho thuê chung như thế này ở Little Sài Gòn hiện chưa được thống kê đầy đủ. Thông tin cho thuê nhà dễ dàng được tìm thấy trên các mục quảng cáo, trên báo bằng tiếng Việt. Một số người Mỹ gốc Việt còn đầu tư vào những ngôi nhà cũ ở khu vực Garden Grove, Fountain Valley, Santa Ana và Westminster để tu sửa lại thành những căn phòng cho thuê. Theo một ông chủ nhà trọ chia sẻ rằng: "Điều khó nói ở đây không phải là vấn đề tuổi tác. Đối với chúng tôi, ban đầu họ có thể từ tốn,
nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ mất thu nhập. Họ có thể lật lọng. Ông chủ cho thuê nhà trọ 42 tuổi này đã dành phòng ngủ đẹp nhất trong nhà ở Garden Road để cho thuê. Và ông đã chọn người thuê trọ dựa trên phong cách giao tiếp. Theo người đàn ông này, thuê phòng khác thuê nhà, không cần hợp đồng, bạn cần giữ lời hứa. Tôi muốn nắm rõ về người sẽ về ở chung với mình. Đó là suy nghĩ chung của người Việt. Ông bộc bạch như vậy. Thầy giáo sư Karthik Ramakrishnan là giáo sư khoa chính trị tại Đại học California Riverside cho biết, phải có độ tin cậy nhất định để sống theo cách này, đơn giản vì giữa các bên không bị ràng buộc bằng hợp đồng. Lối sống như thế này chỉ có thể tồn tại trong một khu dân cư thưa thớt, nơi người dân biết nhau. Du học sinh, ca sĩ hát ở quán cà phê, nhân viên bán hàng và những cựu binh gốc Việt là những đối tượng ở trong nhà cho thuê chung. Khôi Nguyễn nhớ lại những ngày cùng vợ vất vả kiếm tiền để trả góp mua nhà cho đến lúc sở hữu được nó. Họ lại tiếp tục đi tìm người cho thuê. Ngôi nhà của hai vợ chồng cách khu mua sắm ở Little Sài Gòn một quãng không xa. Thực chất là việc sống chung trong những ngôi nhà như thế này thì gặp rất nhiều bất lợi. Theo chia sẻ của nhân phạm một quay phim 54 tuổi sống cùng nhà với Khôi Nguyên nói, chúng tôi không thể tụ tập bạn bè vì không có chỗ. Cũng vậy, Hưng Nguyễn, một gia sư 44 tuổi, chia sẻ tiêu chí để cô cân nhắc trước khi chuyển đến những căn nhà như thế này là phòng tắm sạch sẽ. Chúng tôi không có chỗ để nấu ăn nên chỉ có thể nấu trong nhà tắm và cần bật quạt thông gió. Cô đã từng chuyển nhà nhiều lần để tìm nơi ở an toàn nhất gần nơi làm việc của người chồng ở Little Sài Gòn và nhà thờ ở Fountain Valley. Quá trình đi tìm nhà của hai vợ chồng khá là chật vật. Ngôi nhà đầu tiên khó ở vì tấm thảm mốc gây dị ứng, tiền nhà rơi vào khoảng 550 USD mỗi tháng. Cuối cùng, cô ở trong căn phòng mà mẹ cô từng sống nhiều năm trước đây. Trong khi đó thì Đan Nguyên, một sinh viên mới tốt nghiệp, lại rất thận trọng trong chuyện chọn bạn cùng nhà. Tôi cố gắng chọn ở cùng phụ nữ, chúng tôi thường không gặp nhau vì bận bịu công việc, nhưng vẫn phải cảm thấy an toàn. Việc liên lạc với chủ nhà chỉ thông qua điện thoại, không có văn phòng cụ thể để bạn tìm đến khi cần cứu trợ khẩn cấp. Mặt khác, những người thuê nhà cao tuổi không thể lái xe trên đường cao tốc, họ chỉ có thể đi bộ đến các siêu thị, phòng khám và những nhà thuốc tây gần khu nhà trọ. Theo một cụ già 67 tuổi đã nghỉ hưu ở Garden Road, cho biết khi đến một đất nước xa lạ, người già nên chọn sống với những người trẻ để có thể nhờ sửa chữa đồ đạc hỏng hóc khi cần. Còn theo một người chủ cho thuê nhà với giá 350 USD cho một phòng ở Oklahoma, cho biết ông muốn đầu tư vào dịch vụ cho thuê nhà ở khu Little Saigon. Ông đã quảng cáo trên các trang web rằng mô hình nhà cho thuê như thế này rất phù hợp đối với những đối tượng không có đủ tiền mua cả một căn hộ. Với quan điểm của ông thì ông nói rằng ai lại đi mua nhà ở California chứ? Trong khi đó, với những phòng trọ, bạn có thể chuyển đi bất cứ lúc nào. Kính thưa quý vị, thực chất trong cuộc sống thì mỗi người mỗi cảnh, ở nơi nào cũng vậy. Và ngay tại thung lũng Silicon tại Hoa Kỳ thì cũng có lắm cảnh đời. Một người Việt sống lâu năm ở San Jose đã bồi hồi chia sẻ là đôi lúc tôi chỉ muốn được trở lại Việt Nam để ngửi mùi không khí, hưởng cái nắng, cái gió, cái bụi của quê hương. Kính thưa quý vị, đây cũng chỉ là cái quan điểm riêng của một người và kênh cũng xin đưa cung cấp cái thông tin theo The Los Angeles Times. Chắc đến cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ ngay tới khu Little Sài Gòn ở thành phố Westminster và Garden Grove tại quận Cam, Orange County, thuộc miền Nam bang California. Nhưng lái xe dọc về miền Bắc California chừng 6 tiếng thì thành phố San Jose, khu vực nằm giữa hai đại lộ Story và Tolley, là nơi cộng đồng người Mỹ gốc Việt ngày càng đông và ảnh hưởng chính trị xã hội dần mở rộng. Đây là đô thị có lượng người Việt sống đông nhất tại Hoa Kỳ, khoảng 120.000 người, chiếm hơn 10% dân số. Từ thập niên 80 của thế kỷ trước, ngành công nghiệp điện tử và công nghệ bùng nổ ở thung lũng Seneca tạo ra vô số việc làm với mức lương hấp dẫn so với các vùng khác tại Hoa Kỳ. Khi đó, công nhân lắp ráp hàng điện tử ở San Jose có thể kiếm tới 7 USD trên một giờ, trong khi quản lý nhà hàng ở bang khác cũng chỉ đem lại 6 USD một giờ. Vì thế, người Việt ào ạt đến thung lũng Seneca, chưa thể làm trong những công ty công nghệ cao, nhưng họ đủ sức đảm nhận việc lắp ráp thiết bị điện tử đơn giản. Qua quá trình làm việc và học tập, nhiều người tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, trở thành kỹ thuật viên trong các nhà máy này.
Bởi vậy, trong cộng đồng người Việt ở Central Scotco, chồng tách vợ ly, nghĩa là chồng là kỹ thuật viên, technician, và vợ là công nhân dây chuyền lắp ráp, assembly line. Đến thập niên 90, khi có vốn, người Việt bung ra kinh doanh, và chồng tách vợ ly được thay bằng chồng phơ vợ rũa, nghĩa là chồng mở tiệm nội thất, furniture, vợ theo nghề làm móng, rũa móng tay. Các cửa hàng, quán ăn của người Việt mọc lên ngày càng nhiều tại Central. Cư dân cũng ngày càng đông đúc hơn. Chi phí sinh hoạt ở Central khá cao, đặc biệt so với quận Cam. Một tô phở ở Central có thể có giá hơn 10 USD, trong khi tại quận Cam chỉ khoảng từ 5 đến 6 USD. Giá nhà cũng rất đắt đỏ, cuộc sống không dễ dàng, nhưng người Việt đã đến Central thì ít chịu rời đi. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Central phát triển quanh các khu trung tâm mua sắm lớn. Tòa nhà Lion Plaza trên đại lộ Tully mọc lên từ đầu thập niên 80 và trở thành trung tâm của cuộc sống Việt. Đó là nơi để bạn bè gặp gỡ, đối tác làm ăn trao đổi và cộng đồng sum họp dịp lễ Tết. 10 năm qua, Lion Plaza đã đánh mất vai trò về vị thế của nó, lượng người Việt lui tới ít hẳn. Dù ở đây vẫn còn những quán ăn nổi tiếng như bò bảy món, được mệnh danh là quán bò ngon nhất California. Thay thế cho Lion Plaza là trung tâm thương mại Grand Century Mall trên đường Story, trong khu Little Sài Gòn. Ở đây, bóng dáng nước Hoa Kỳ biến mất, thay vào đó là không gian Việt thuần chất. Bên ngoài cổng, bức tượng Trần Hưng Đạo đứng sừng sững, bước vào trong, tiếng những bài hát Việt réo rắt từ cửa tiệm băng đĩa, quán ăn thì đủ cả, từ cháo Việt Thanh Đa, bánh xèo Đinh Công Tráng, nước mía Ninh Kiều, quán ngon, ẩm thực ba miền v.v. cho đến các quán bán ô mai và khô bò. Người nhập cư đến Hoa Kỳ gìn giữ bản sắc văn hóa qua ẩm thực. Và tại khu Little Saigon, ngoài Grand Century Mall hay Lion Plaza, các quán ăn Việt mọc lên khắp nơi với hương vị không khác mấy so với ở Việt Nam. Bánh mì Lý Sandwiches đã quá nổi tiếng, các quán phở, quán bún bò và cơm tấm cũng rất nhiều. Giờ còn có cả thêm những quán ăn mới như Cizo Sport với phong cách trang trí hiện đại như một quán ăn Hoa Kỳ. Đồ ăn được bày trên những chiếc chảo sắt nóng hổi kêu xèo xèo, vẫn đậm chất Việt nhưng về hình thức thì Mỹ hơn. Gần 40 năm qua, cộng đồng người Việt ở Central có nhiều thay đổi. Thế hệ lớn tuổi ủng hộ Đảng Cộng Hòa, nhưng con cháu họ thế hệ người Việt trẻ có tư tưởng cởi mở hơn, thiên về Đảng Dân Chủ nhiều hơn. Họ cũng không còn làm việc trong các nhà hàng hay tiệm kinh doanh mà được học hành đầy đủ, tìm được việc làm thu nhập cao hơn. Về tầm ảnh hưởng chính trị, cộng đồng người Việt 120.000 dân còn thua kém nhiều cộng đồng thiểu số khác như người gốc Mexico, gốc Hàn, v.v. Nguyên nhân có lẽ là do người Việt không chủ động tham gia hoạt động cộng đồng, còn các sắc dân thiểu số khác hoạt động cộng đồng rất mạnh, tạo ảnh hưởng chính trị từ lâu, có khả năng huy động ủng hộ tài chính, theo luật sư NT phân tích như vậy. Tiềm năng chính trị của cộng đồng Việt là rất lớn, nhưng cũng giống như ruộng lúa chưa được gặt, chưa được khai phá, ông nhấn mạnh. Một trung tâm cộng đồng của người Việt mới được mở cũng đã có không ít người Việt giữ vị trí lãnh đạo chính trị. Bà Madison Nguyễn đã trở thành nghị viên quận 7 tại Hội đồng thành phố từ năm 2005, giữ chức phó thị trưởng từ năm 2011 đến 2014. Hiện bà Madison Nguyễn đang tranh cử nghị viện bang California và được dự báo là sẽ giành chiến thắng trong Hội đồng thành phố có hai nghị viện gốc Việt là ông Tông Nguyễn đại diện quận 7 và ông Mạnh Nguyễn đại diện quận 4. Vừa qua, ông Mạnh Nguyễn thất bại trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố và người thay thế cũng là người gốc Việt, người Mỹ gốc Việt. Đối với tâm tình về quê hương, đa phần người Việt đều hướng tâm hồn tình cảm của bản thân mình về quê hương. Có người về Việt Nam ở vài ngày để thỏa nỗi nhớ rồi lặng lẽ trở về sẽ không nói cho ai biết. Ông Hoàng không còn người thân tại Việt Nam nên lâu chưa về, nhưng vẫn luôn ôn lại những ngày xưa cũ. Ông Nguyên, bạn ông Hoàng kể là ông cũng đã về Việt Nam nhiều lần thăm xóm giềng. Mỗi chuyến đi đối với ông đều là kỷ niệm khó phai. Còn luật sư NT Bùi Ngùi, nhiều lúc tôi chỉ muốn trở lại Việt Nam chỉ để ngửi cái mùi không khí, tận hưởng thêm một lần nữa cái nắng, cái gió, cái bụi của quê hương mình. Ông cho biết là vài năm nữa khi về hưu sẽ quay trở lại Việt Nam sinh sống, làm nghề hay mở lớp dạy tiếng Anh. Và với nhiều người trẻ thành công, Việt Nam là môi trường và cơ hội kinh doanh nhiều triển vọng. Ở thung lũng Silicon, tấm lòng và tình cảm của người Mỹ gốc Việt đối với quê hương vẫn luôn đong đầy. Kính thưa quý vị, thông tin này được cung cấp bởi The Los Angeles Times. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.